Đồ điện hôm nay chúng ta đến với một cái cây quạt với thương hiệu là Hunter Hunter Division, và cây quạt này xuất xứ từ Mỹ các bạn. Tình trạng nguyên zin, còn nguyên cả bụi bẩn luôn, chưa có hề vệ sinh gì hết. Và tình trạng cây quạt này mình đánh giá còn khá là đẹp so với tuổi đời của nó nha các bạn. Cây quạt này được sản xuất vào thập niên 1940. Size cánh nó là cánh 40 cm, 40 cm, cánh nhôm. 3 cấp độ gió ha, có 3 cấp độ gió. Sơn zin 100% và phần đế nó còn nguyên cả phần nỉ đệm lót ở đây các bạn. Thấy không? Đây. Thông số phía sau đây, mình về phía số sau đây. Rất là mới nha các bạn. Tình trạng của cái quạt này phải nói là rất là đẹp. Một cái lỗi duy nhất là cái phần dây nó bị mấy anh tí anh gặm gặm gì đó. Và mình đã băng nó lại thế này. Đây, nó bị nhâm nhâm cái vỏ như thế này. Ok, dắt cắm là còn zin hết, dây nguồn dây dẫn là còn zin hết nha các bạn ha. Sơn zin 100%, lồng cánh còn nguyên hiện trạng hết. Đây là phần đáy của nó đây, đấy ha. Còn nguyên cả cái đế nỉ zin của nó các bạn. Trọng lượng quạt thì nó đâu đó khoảng tầm 8 đến 9 kg gì đó ha. 8-9 kg. Hoạt động phải nói là hoàn hảo luôn rồi, hoạt động hoàn hảo luôn. Gió nhiều ha, gốc tấn gió rất khá là sâu. Điện zin của nó là 110 đến 120 V nha các bạn. 110 đến 120 V và chỉ có 0.7 ampere thôi. 0.7. Model của nó đây, CG16 rồi, CG16. Tức là size nó khoảng 16 inch á, cái cánh size 16 inch. Made in USA. Nhắc lại sản xuất khoảng thập niên 1940. Một cây quạt Mỹ cổ điển. Và còn rất là đẹp và chất lượng như thế này. Cây quạt này giao lưu cho các bạn với giá là 6.800.000. 6.800.000. Rất là xứng đáng để chúng ta sưu tầm, trưng bày và sử dụng. Hàng nguyên zin. Đấu giá từ bên kia về các bạn. Đây, test ngay lập tức. Ở đây mình dùng điện 100V. Hay mình hay thử cho đồ Nhật đó, thì có thể là công suất nó sẽ bị giảm đi một chút xíu. Nếu các bạn mà có cái ổn áp, chúng ta xài điện 110, 120 thì nó sẽ phát huy hết được cái sức mạnh của nó nha các bạn. Số 3 là số nhẹ nhất ha. Số 3 là số nhẹ nhất nè. Rất là êm các bạn. Rất là êm. Và phản ứng rất là tốt ha. Số 2. Số 1. Hoạt động tiếp năng xoay, hoạt động mượt mà. Chưa hề can thiệp gì hết nha các bạn. Tình trạng quạt đấu nguyên zin từ bên kia về ha. Ship trực tiếp từ bên kia về. Chưa có can thiệp sửa chữa gì hết. Số 2. Số 3. Nhắc lại cánh là cánh 40 nha, cánh nhôm, cánh 40 ha. Hunter, một cái thương hiệu phải nói là cũng là rất là sâu tuổi của Mỹ rồi. Ký ức tuổi thơ của mình tôi quay về cây quạt Hunter. Hồi xưa mình nhà mình cũng có cây quạt Hunter. Thấy cái logo nó ngoan ngoan, gần giống như là của Shibaura Nhật vậy đó. Thì nó cũng gắn liền một thời gian khá là dài với tuổi thơ của mình tôi quay. Mỗi buổi trưa hè oi ả thì mình hay ra mình ngồi trước cái cây quạt để mình thưởng thức cái mát mẻ từ cái quạt nó mang lại. Ok. Và nhắc lại cây quạt Hunter của Mỹ này giao lưu cho các bạn với giá là 6.800.000. Gió rất là nhiều, êm. Tấn gốc tấn gió rất là xa ha. Số 0 là số êm nhất luôn. Ok. 6.800.000 cho cây quạt Hunter sản xuất tại Mỹ, Made in USA, thập niên 1940, sơn zin 100% các bạn.